Hello, chào 500 anh em của Sport Hay nha. Hôm nay thì mình đến với Kon Tum, khám phá cái nhà thờ gỗ Kon Tum, nhà thờ có tuổi đời tới hơn 100 năm. Nhà thờ gỗ Kon Tum thì có thể nói là báu vật nằm ở giữa núi rừng Tây Nguyên, là một cái công trình kiến trúc tôn giáo độc nhất với tuổi đời hàng thế kỷ và là niềm tự hào của người dân Kon Tum. Nhà thờ gỗ Kon Tum thì được xây dựng bởi một linh mục người Pháp, tọa lạc trên đường Nguyễn Huệ ở thành phố Kon Tum, được xây dựng vào năm 1913 và đến năm 1918 thì hoàn thành và tồn tại cho đến ngày nay. Đấy, thì chúng ta cùng đi vào bên trong để có thể thấy cái vẻ đẹp của cái nhà thờ chính tọa Kon Tum nha. Đấy, hoàn toàn bằng gỗ đấy. Nhà thờ gỗ duy nhất ở Việt Nam luôn. Đấy. Đấy, theo cái lối kiến trúc Roman và kết hợp lối kiến trúc sàn gỗ của người Ba Na, một sự kết hợp rất hài hòa giao lưu văn hóa giữa Tây và ta. Cái tòa nhà chính tòa thành phố Kon Tum này. Vật liệu gỗ là xây dựng nhà thờ chính tòa rất là đặc biệt. Không phải bằng đá như là nhà thờ Phát Diệm hay là nhà thờ ở Nha Trang. Hoàn toàn bằng gỗ, tốt nhất thời bấy giờ luôn. Loại gỗ đặc trưng của vùng Tây Nguyên là gỗ cà chít, tức là gỗ xến đỏ. À, chúng ta đấy. Các cái cột này hoàn toàn bằng gỗ hết. Nhà thờ là công trình kiệt tác bằng gỗ mang phong cách Basilica, duy nhất còn lại trên thế giới nha. Bố cục rất hài hòa của cái tòa nhà tòa nhà thờ chính tòa Kon Tum, rất đẹp. Cái cửa kính màu sắc kia rất là đặc trưng bên trong nha, quý vị nhé. Đây là giáo đường thì phải nói là cảm phục những cái người xây nên cái kiệt tác này. Những cái hàng cột được gắn kết với nhau bằng các cái vòng cung tạo thành hình vòm. Đấy. Mình cũng đi nhiều nhà thờ, mình thấy tòa nhà này rất độc đáo bởi vì toàn bằng gỗ, làm bằng gỗ. Những cái khung cửa kính màu này rất là đắt tiền. Vẽ lại những cái điển tích trong kinh thánh với nhiều màu sắc sặc sỡ. Vào những cái dịp lễ Giáng sinh ấy là rất là đông khách du lịch và ghé thăm cái tòa nhà thờ này, và thực sự thì là cái biểu tượng của thành phố Kon Tum cũng như là tỉnh Kon Tum. Đấy, các bạn mà đến với nơi thành phố Tây Nguyên này thì ghé thăm tòa nhà nhé, rất là tuyệt vời. Tòa nhà cái đỉnh chóp xuống cao cỡ khoảng 25 mét, gần 30 mét, trải qua hàng thế kỷ nhưng mà cái tòa nhà thờ này vẫn tồn tại và vẫn đẹp, rất đẹp, du khách đến đông. Ok các bạn nhé, cả một cái khuôn viên ở bên kia nữa.
vào đi. Anh Cương ơi.